Ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, các địa phương đã tiến hành chi trả trước cho 3 nhóm đối tượng, gồm người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm thường xuyên, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố và đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là những trường hợp đặc thù nằm ngoài quy định theo nghị quyết số 68 của chính phủ, nhưng được Đà Nẵng hỗ trợ thêm với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên cơ sở danh sách của những đợt trước và ra soát bổ sung những trường hợp phát sinh trong năm 2021, các phường đã thống kê đầy đủ các trường hợp thuộc 3 nhóm hỗ trợ lần này, sau đó gửi thông báo đến từng hộ. Người dân đến nhận tiền hỗ trợ chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp kéo dài, việc triển khai kịp thời gói chính sách sẽ góp phần hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế vượt qua thời điểm khó khăn. Khi được nhận số tiền này thì tôi rất là vui mừng, bởi vì trong thời gian qua là 3 tháng vì là không có làm ăn kinh doanh gì được hết, cho nên là cuộc sống nó cũng gặp khó khăn, cũng chật vật. Nhưng mà số tiền này thì cũng một phần nào như là giải quyết được cái cuộc sống của ba mẹ con tôi. Với cái đợt dịch này mà có sự hỗ trợ của nhà nước, đó là một cái động viên rất lớn cho những người mà đang ở trong cái đối tượng mà được nhà nước quan tâm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là đến cái đợt dịch này là sự hỗ trợ đến rất sớm, làm cho người dân họ yên tâm hơn và có một cái động lực để người ta có cái sự tính toán trong vấn đề mà đối diện với cái dịch. Rút kinh nghiệm từ những đợt hỗ trợ trước, thực hiện chủ trương tối giản hóa đến mức thấp nhất các thủ tục hành chính. Với gói hỗ trợ lần này, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu cán bộ cơ sở hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng thụ hưởng tiếp cận chính sách một cách nhanh nhất. Người có công với cách mạng, bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm thường xuyên và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người một lần. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, kể cả còn sức lao động và không còn sức lao động, được nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một lần. Cái đối tượng mà được hỗ trợ từ đợt 1, đợt 2 từ năm 2020 á, thì mình chỉ cần là làm cái đơn đề nghị thôi. Còn mọi cái thẩm định thì sẽ không cần thẩm định nữa, tại vì mình đã thẩm định các giai đoạn trước rồi. Chỉ mình chỉ thẩm định những cái hồ sơ mới của các đối tượng mới thôi. Nên là nó sẽ rút ngắn được cái khâu mà từ khi mà làm hồ sơ cho đến khi thẩm định và khi nhận tiền, nó rút ngắn rất là nhiều. Nhằm đảm bảo các quy định phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, người dân được hẹn đến nhận tiền hỗ trợ tại Ủy ban Nhân dân phường theo từng khung giờ. Để tránh tình trạng tập trung đông, ùn ứ, người dân tuân thủ thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Những ngày tới, thành phố tiếp tục tiến hành chi trả cho nhóm người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc, thuộc các lĩnh vực giáo dục, vận tải, du lịch và một số lĩnh vực khác, bao gồm giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ, thuyền viên phục vụ tàu du lịch, lái xe, phụ xe của 12 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố, lái xe, phụ xe, các tuyến xe cố định, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, đơn vị lữ hành, lái xe, phục vụ vận chuyển du lịch, làm việc ở các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm, cắt tóc, bán vé số, dọn vệ sinh, giúp việc gia đình. Mức hỗ trợ là 1 triệu 500 ngàn đồng một người một lần. Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ mức 3 triệu 710 ngàn đồng một người một lần. Đối với nhóm hộ kinh doanh tại các chợ đêm, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một hộ một lần.